Xin chào các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu một một đôi dao. Thực ra nó là hai con là một, giống y hệt nhau. Thì cái loại này giá hợp lý nên là khách mua nhiều, khách đặt nhiều. Hiện tại mình đang lấy hai con về cho khách. Thì con này là chuyên thái, lưỡi 21 cm, chuyên thái lưỡi 21 cm, thép VG10, Damascus 33 lớp thép. Đấy, nó có ghi đầy đủ thông số này: thép VG10, Damascus 33 lớp thép, dao của xưởng Seto của thành phố Seki, Japan nhé. Đấy, đầy đủ thông số. Thì hai con dao này lưỡi dài 21 cm nhé, lưỡi 21 cm. Thì loại này rất là sắc. Đây là 6-7 trang giấy này, mình cắt thử cho các bạn xem. Đấy, lưỡi dao. Chỉ cần cho giấy vào là mình kéo tờ giấy xuống là đứt thôi. Rất là sắc. Này, các bạn nhìn này. Đấy. Thì hai con như một nhá. Giá của hai con này là một con là 3,6 triệu nhé. Đấy, thì mình làm video này cho các bạn tham khảo. Thì có đặt thì đặt thêm cho mình. Video mình bán rất là nhiều. Cán gỗ đẹp, tuyệt vời. Còn đây là số dao này thì mấy hôm nữa mình cho về. Đầy đủ các loại dao sashimi các kiểu này. Thì mình thì bạn nào mua hàng hay muốn mua thêm cái gì thì liên hệ mình để đặt hàng nhé. Cái này thì khách đấu giá được này thì mấy nữa mình chuyển về này. Còn hai con này thì nó có cái này thì mình cầm một tay thì thôi, mình không bỏ nó nữa. À đây này, đề 3 này. Đấy, đề 3 16,5 cm này. Mình xin kết thúc video ở đây nhé.